Tiên đế vợ tôn 273. Lê Nhi, muội không phải là xử nữ. Lại đã lấy đi trinh tiết của muội. Là nội mầu là tên khốn nào? Là Diệp thần. Cái gì? Diệp thần? Chàng trách hắn lại nhìn thấy ta thì lại chạy. Chàng trách hắn lại sợ mùi đến như vậy. Đó không phải là lỗi của hắn. Là ta trúng hợp hoàn tán. Là hắn đã cứu ta. Đây chính là số phận đã sắp đặt sao? Cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao mà chết. Có lẽ phế vật như mình còn có chút tác dụng. Diệp thần, ngươi làm cái gì? Quay lại. Bất luận như thế nào thì cũng phải thử. Tuyền Lương Nhãn, cầu xin người hãy giúp ta thêm một lần nữa. Thân thể bất tử sao? Căn bản không đến được mà. Giúp ta nhốt hắn lại. Diệp thần, chắc là mình chuẩn bị sử dụng cầm mùi. Hắn có sử dụng cấm thuật bá đạo đâu. Dừng lại. Không giật được nữa rồi. Xin mọi người Vậy hãm hấn. Diệp thần, thiền chiếu. Được rồi. Chết cũng đáng rồi. Diệp thần, mình mà chết thì hết phim. Diệp thần, nào uống thêm một ít đi nào. Diệp thần à, cái gì mới đây đã chôn rồi? Nào tiểu tử người, không được rồi, không phải chỉ đến đã triệu quốc chấp hành nhiệm vụ tôi sao nói chết là chết chứ. Hồi đến giờ ngay cả tấu cấp cũng còn thấy luôn, ông trời có phải chạy đi đâu để khuấy hoặc rồi không? Vì thần, nếu người ở trên trời có linh thiền thì hãy hiến linh đi huynh đệ, chúng ta đang uống rượu lần cuối. Ý, ngươi nhìn lên trời kìa. Hả, thật sự trở về rồi sao? Quầy võ ta giật mình, là cái đám tông chủ trở về rồi. Sao người sở huyền Nhi và sư thúc ồn nhìn quen mắt vậy ta? Diệp thần, trường lão của Hàng Nhật Tông, ta gần như đã đều đến đây rồi nhỉ? Trận thế này thì nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Người của chúng ta nhìn thấy thật sự là Diệp thần sao? Cái gì? Diệp thần không phải đã chết rồi sao? Sao lại sống lại rồi? Hả? Người truy sát Diệp thần chính là đàn quỷ có tu vi không minh cảnh bát trọng đó. Diệp thần trước đây là đệ tử của Chính Dương Tông sao? Trước kia đương nhiên là với Huyền Linh Chi Tể đó sao? Diệp thần đã đánh bại được Huyền Linh Chi Tể, còn giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu của Tam Tông. Ta nói mà, tiểu tử đó không chết được đâu, quả nhiên là đi làm cái chuyện lớn. Mà tại sao giống như là đang nằm mơ vậy ta? Thật là hối hận không cố gắng tu luyện, không thể xem được cái trận chiến long trời lở đất đó rồi. Chuyện này không thể nào, hắn làm sao làm được chứ? Ngay cả Huyền Linh Chi Tể cũng thua, vậy chúng ta tính là cái gì chứ? Sau này ở đây sợ là không có ngày để trở mình nữa rồi.
Cho dù Diệp Thần mạnh hơn nữa thì sát niệm quá nặng, cuối cùng vẫn khó mà thành chánh quả. Giỏi, hắn thực sự là kỳ tài thế gian. Ta biết ngày mà đại ca, ca rất siêu mà. Sau này ta cũng muốn mạnh như đại ca ca. Cho dù thắng được huyền linh chi thể thì sao chứ? Diệp Thần đã dùng thực cốt đàn nằm vần. Cho dù may mắn không chết thì về sau cũng sẽ là một phế vật, không làm nên trò trống gì. Thực cốt đàn nằm vần, sao có thể chứ? Vô cùng chính xác. Ta tận mắt chứng kiến ở hiện trường của thi đấu. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Chính Dương Tông. Nếu như những gì tai mắt ở hàng Nhật Tông nói là thật, thì tên Diệp Thần đó đã bị thương rất nặng. Lại công thêm trước đó còn dùng thực cốt đàn ngũ vần. Trong mấy ngày ác chỉ chết. Rất tốt, rất tốt. Hai tử tướng thì sao chứ? Ta chỉ còn hạn chết, thì đây chính là cái giá của việc trêu chọc Chính Dương Tông ta. Có điều trận giá chúng ta đã tổn thất hai U Minh tử tướng. Ngọc Nữ Cát. Hiện như sư muội, Diệp Thần bây giờ rốt cuộc làm sao rồi? Hắn bị thương nặng quá, hí chiến với cơn ngưng sườn, vốn dĩ đã bị trọng thương rồi, lại dùng thực cốt đàn nằm vần, chịu đạo thương. Trong một ngày còn ép sử dụng hai lần thiền chiếu. Xương cốt kinh mạch trong cơ thể của hắn bây giờ đã đứt gãy đến 80-90% rồi. Lục phủ ngũ tạng, tay chân đều bị hủy hoại. Còn bây giờ còn sống đó là kỳ tích lắm rồi. Đang chở ta nên đi theo. Nếu ta đó thì thành cũng không dám, không kiên về mà dùng đan dược tinh cớ Diệp Thần như vậy. Khai chiến với bọn họ. Không thể bớt giùm ta có được không? Cuộc chơi không đủ loạn ư? Ta... Đây là... Bí thuật vừa rồi có thể luyện thể, vừa có thể trị thương ư? Lại là cái loại bí thuật bá đạo này. Sao vậy? Các người biết bí thuật này sao? Cô thi đấu giấu ngồi mù hôm đó, Diệp Thần chính là dùng cái thuật này để đối kháng với bào cốt đàn bá đạo đó. Vừa chiến đấu lại vừa luyện thể. Cái gì? Vừa chiến đấu vừa luyện thể sao? Điều này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Sinh cửu thiền tế tập 17.